Ai, ước gì ngày nào ngân hàng cũng ít khách như thế này thì khỏe biết mấy. Cố gắng lên, tháng sau mình sắp được tăng lương rồi. Đây rồi, chính là cái ngân hàng này. Nào 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 nào, mau rút hết tiền ngân hàng này đưa cho ta nào. Quý khách ơi, đang giờ nghỉ chưa? Xin 10 phút nữa quay lại sao nha. Cái gì? Quay lại à? Chúng tao là cướp đi. Mau giao hết tiền ra. Không, không. Ngân hàng hôm nay ế ẩm lắm. Không có ai nạp tiền vào cả. Mày xin mấy người hãy đi ngân hàng khác được không? Cái gì? Ngân hàng mà không có tiền à? Sao nghe vô lý quá vậy? Hay là mày định thích ăn kẹo đồng của bọn tao? Ủa, đại ca ơi, kẹo đồng là cái gì vậy? Cho em một viên ăn thử coi có ngon không? Chết tiệt, kẹo đồng là đạn đó cái thằng ngu đây. Còn mày nữa, mau đưa tiền đi. Không, không, làm ơn. Tháng sau tôi chuyển công tác rồi, tôi còn được tăng lương nữa. Hãy tha cho tôi đi được không? Mẹ kiếp, vậy thì ta cho mày xuống địa ngục để nhận tiền âm phủ cho nó nhiều. Nào, nhanh lên, bắn hết tất cả cái camera ghi hình, rồi chúng ta vào cướp cái ngân hàng này luôn. Ok đại ca, chạy với. Đại ca, em cảm giác có gì đó bất an. Lỡ đâu chúng ta bị công an bắt vào tù lại thì sao? Mày lo xa quá, có số tiền chúng ta vừa cướp được. Chỉ còn ra nước ngoài sinh sống, chúng ta sẽ trở thành những đại gia thật thụ. Được rồi, nhanh chóng lên xe ra bến cảng nào. Vậy là chúng ta xuất cảnh hả? Thích quá. Lần đầu tiên em được ra nước ngoài đó. Đúng vậy, có tiền rồi, mày thích làm gì thì làm. Đứng lại, hai tên chết tiệt. Mau, trả tiền ngân hàng lại cho ta. Là ta đây, là tên nhân viên ngân hàng đã bị các ngươi sát hại đây. Ta chết oan ức, ta chết không nhắm mắt. Ta không đi đầu thai được, ta tới đây báo thù các ngươi. Không, không, tha cho bọn ta đi, bọn ta trả lại số tiền. Chào các bạn, tôi ban đầu là một người bình thường, làm nhân viên ngân hàng. Nhưng mà đột nhiên có hai tên cướp tới và lấy mất cái mạng của tôi. Bọn chúng vô tình bắn rơi một cái camera đã chắn ngay đầu của tôi. Tôi chết rất đau đớn, nhưng sau đó tôi không luân hồi được. Tôi lại bừng tỉnh dậy, và với cái hình hài vô cùng quái dị này, tôi còn có thể di chuyển và có một sức mạnh phi thường. Sau đó tôi đi tìm hai tên cướp đó và cho bọn chúng một bài học. Sau khi đánh cho bọn chúng thập tử nhất sinh, lúc này thì cảnh sát cũng đã ập tới. Tôi quyết định để cảnh sát xử lý chuyện này. Tưởng rằng đã báo được thù, người của tôi sẽ siêu thoát và tan biến. Nhưng không các bạn à, nó vẫn cứ chơ và tồn tại trên đời này. Và hình thù của tôi vẫn là một cái đầu camera quái gì. Tôi rất buồn, nhưng sau đó tôi suy nghĩ, chắc có lẽ ông trời mướn tôi hành hiệp chữ nghĩa, dùng sức mạnh quái gì này để khống chế những kẻ xấu. Thế là tôi cũng nhanh chóng đi khắp mọi nơi, tiêu diệt những tên cướp, những tên móc túi, những tên làm hại những người dân vô tội. Và sau đó tôi đã bắt gặp được một cuộc ẩu đả giữa cảnh sát và những tên khủng bố. Khủng khiếp, ở đất nước tôi đang yên lành, tại sao lũ khủng bố này lại đến đây làm bậy chứ? Tôi lao tới bọn chúng, đánh và hành hạ bọn chúng. Nhưng đã có một điều không may xảy ra. Một trong số những tên khủng bố đó đã dùng súng và bắn một viên đạn ngay cái camera đầu của tôi, khiến cho tầm nhìn của tôi bắt đầu chập chờn và có gì đó bất ổn. Không, mọi thứ trở nên tối om, nhưng tôi ráng mò, tôi ráng đi và cũng không biết tôi đang đi đâu nữa. Thì bỗng dưng tầm nhìn của tôi lại chập chờn trở lại. Thấy rồi, hay quá. Nhưng bây giờ phải làm sao? Không lẽ đi thay thế cái đầu khác hả? Nhìn kìa các bạn, phía trên cái nóc nhà kia có một cái máy quay phim thật lớn. Hay là tôi thử thay thế cái đầu đó bằng cái máy quay phim kia để cho cái màn hình tôi nó được sáng lại.
tôi đã không còn là con người rồi thì sợ cái gì nữa chứ. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Vì không còn cách nào khác và không thể tiếp tục đi xa được nữa nên tôi đã suy nghĩ một cách rất điên khùng. Và rồi tôi quyết định làm một chuyện kinh hoàng. Và thật không ngờ, một điều kỳ lạ lại xảy ra. Người của tôi có thể kết nối với cái máy quay phim khổng lồ kia. Đồng thời để thích ứng, cơ thể của tôi trở nên to ra một cách phi thường. Wow, tôi cũng đã thấy lại như bình thường rồi. Hay quá, giờ thì tôi sẽ tiếp tục đi khắp mọi nơi giúp đỡ những người khác. Wow, chạy đi, chạy đi. Mù biển cả, hắn nổi giận rồi. Hắn lên bờ bắt người ăn thịt kia. Lại có chuyện gì nữa đây? À, cái gì thế này? Trời đất ơi, nhìn thứ này sao trông kỳ lạ quá. Lũ con người khốn kiếp, các người dám bắt tôm cua cá thuộc hạ của ta ăn thịt. Đến lúc rồi, thần biển cả ta đây sẽ lên trên cạn và nhai đầu hết tất cả các người. Chết tiệt. Thì ra hắn là thần biển cả. Mau dừng lại. Người không được tàn sát những người vô tội thế kia. Hả? Kẻ nào to gan dám ngăn chặn bước chân của ta? Một con quái vật đầu camera. Người xen vào chuyện của ta làm gì? Có phải người muốn chống đối ta không? Trước đây tôi cũng từng là một con người. Tôi sống rất tốt, nhưng bị kẻ xấu hãm hại. Do đó tôi mong ông đừng có thảm sát một cách hàng loạt thế kia. Con người còn có kẻ xấu và người tốt. Ông làm như thế, kẻ xấu chết thì không nói, nhưng người tốt phải chết theo một cách rất đau đớn. Ta không quan tâm những gì ngươi nói. Ta sẽ nhai đầu và giết hết lũ con người để báo thù cho tôm cá mực ốc cua con cháu của ta. Chết tiệt. Vậy thì ông đừng có trách tôi xâm phạm thân thể của ông. Dài, hãy mau cút về đại dương của mình đi. Mẹ kia, tên quái vật cameraman kia. Ngươi và lũ con người hãy đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua đâu. Thật không ngờ, khi trở thành to lớn khổng lồ này, sức mạnh của tôi có thể ngang với lại một vị thần. Hay quá, lần này tôi đã cứu giúp biết bao nhiêu người thoát nạn. Được rồi, sau trận chiến đó người của tôi cũng đau đớn và mệt lạ. Tôi cần phải tìm một góc nào đó đánh một giấc đã. Chạy đi, chạy đi. Thủy chiều lên rồi, nhấn chìm cả thành phố rồi. Chạy đi. Lại có chuyện gì xảy ra nữa? Trời đất ơi, sao nước biển dâng cao dữ vậy nè? Ngay cả trung tâm thành phố nước biển cũng tràn vào nữa. Có ai cứu tôi không? Tôi không biết bơi. Cứu tôi với. Sóng lớn quá, lạnh quá, tôi bị mắc kẹt trên tòa nhà này rồi. Đợi tôi sẽ cứu mấy người. Chết tiệt, mình cũng không biết bơi. Mẹ kiếp, bây giờ phải làm sao ta? Cơ thể của mình mặc dù đã to lớn lắm nhưng vẫn không cao hơn những con sóng này. Đúng rồi, mình sẽ làm cách nào đó trở nên khổng lồ hơn nữa. Thế là tôi lại nhớ tới cái sự xảy ra kỳ lạ lần trước khi tôi lấy cái máy quay phim để thay cho cái đầu camera nhỏ bé của tôi. Thì lần này tôi cũng quyết định tìm một cái thứ gì đó có thể ghi hình hay chụp ảnh cũng được, thật bự, thật to lớn hơn để gắn vào đầu hồng cho tôi trở nên khổng lồ một lần nữa. Và lúc này tôi chạy ngang tới một cái khu siêu tầm những cái máy quay phim chụp ảnh to lớn khổng lồ của bà Tân Vlog. Thế là tôi cũng ghé vào và lấy bọn chúng gắn tất cả vào người của tôi. Wow, đúng như tôi dự tính các bạn à. Thì tôi gắn tất cả những cái thứ máy ghi hình chụp ảnh lên người của tôi để thích hợp với những cái thứ này. Cơ thể của tôi phải to ra một cách kinh khủng hơn. Hay lắm, nhanh chóng nào, xuống dưới nước và cứu những người dân đang mắc kẹt trên những tòa nhà thôi. Quái vật biển xuất hiện. Không, đừng ăn thịt tôi. Thêm cái chuyện rắc rối gì nữa đây? Chết tiệt, cái lũ quái thú này, bọn chúng là sinh vật gì vậy? Không lẽ tất cả chuyện này là do tinh thần biển cả đã gây ra hay sao? Hắn muốn báo thù vụ lần trước nên đã chút giận làm cho sóng thần nhấn chìm thành phố. Đồng thời bây giờ sai thuộc hạ của hắn là những con quái vật ba đầu tới đây để giết những người dân hay sao? Nắm bắt được toàn bộ mọi vấn đề
tại sao lại xảy ra những chuyện kinh khủng liên hoàn như thế này. Tôi cũng quyết tâm đẩy lùi lũ quái vật và ép tinh thần biển kia phải ra mặt để hắn hạ thủy triều cứu giúp những người dân. Tôi lập tức sử dụng khả năng với cái cơ thể khổng lồ Titan của mình để khống chế những con quái vật ba đầu đó. Các bạn có thể nhìn thấy những chiếc máy quay phim, máy ảnh đã tích tụ nguồn năng lượng cho cái đầu của tôi và từ đó phóng ra một luồng ánh sáng cực kỳ hủy diệt băng thẳng vào người của lũ quái thú kia, khiến bọn chúng đào ra. Cuối cùng thì lũ quái thú đó đã nhìn thấy tôi. Bọn chúng đã đổi mục tiêu, không còn bắt con người ăn thịt nữa mà đã bay qua tấn công tôi. Tôi chớp cơ hội tách riêng từng con ra và làm cho bọn chúng yếu dần. Chết tiệt, lũ con người, các người cảm thấy nỗi đau chưa? Vẫn chống trả lại thần biển cả ta đây. Bây giờ ta sẽ cho các người chết trong biển nước. Hả? Cái gì nữa kia? Lại là một tên quái vật đầu camera, nhưng lần này to hơn à. Ngươi lại tiếp tục chống lại ta, giết thuộc hạ của ta. Chết đi, lũ thị quái khốn kiếp. Còn ngươi nữa thần bí cả, hãy mau dừng lại, mau rút thủy triều đi. Tất cả tội lỗi của con người hãy đổ lên đầu của ta. Nếu ngươi muốn trừng phạt, hãy trừng phạt ta đi. Cái gì? Ngươi muốn thế tội cho cái lũ sâu bọ đó à? Được, được, vậy thì ta sẽ cho ngươi tội nguyện. Thằng biến cả, ta trả lại những cái thứ không cần thiết cho ngươi nè. Và ta luôn sẵn sàng chờ sự trừng phạt của ngươi.